cửa nhà tù TikTok. Wow, thật là hấp dẫn quá đi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với đại gia đình He Tru Team. Ta-da. Ok anh em ơi, thì các bạn đang thấy nè, là hiện tại là xung quanh mình là đang rất là nhiều cái thành viên của Hero Team luôn các bạn ơi. Nhưng mà có một tin buồn nha, đó chính là hơi clip hôm nay là sẽ thiếu anh Dịch nè, với lại là anh Siro nha các bạn. Bởi vì á là anh Dịch bị bệnh mất tiêu rồi các bạn ơi. Anh Dịch bệnh rồi, mình thương anh Dịch quá các bạn ơi. Nhưng mà thôi, không sao, thiếu anh Dịch thì mình vẫn phải quay clip cho các bạn xem thôi. Không thôi là không có clip cho mấy bạn fan của mình xem thôi, đúng không? Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau làm gì đây anh em ơi? Các bạn có thấy cái gì đằng sau lưng mình không? Đây, mình sẽ cho bạn xem nha. Tèn 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 tèn. Nè, đố mọi người, đây là cái gì mọi người biết không? Có ai biết không? Cái này là cánh cổng. Cánh cổng hả? Nhưng mà cánh cổng này là cánh cổng gì Simi biết không? Cái này cánh cổng TikTok được không? Đúng rồi, nè mọi người nhìn nè. Đây là một cái cánh cổng. Và ở trên đây đang có cái chữ TikTok nữa bạn ơi. Đó, có ký hiệu của TikTok nữa nè. Có nghĩa ở đây chính là một cánh cổng TikTok các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ cùng với Hero Team cùng nhau vào trong cánh cổng này các bạn ơi. Mà mấy bạn biết cánh cổng này sẽ dẫn chúng ta đến đâu không? Đây, mình sẽ giới thiệu cho mọi người luôn nha. Đây, chính là một cánh cổng sẽ dẫn chúng ta đến nhà tù TikTok. Nghe ghê không? Ghê hả? Ghê không? Ghê không? Ghê. Ok, thì cái nhà tù TikTok này á, thì chúng ta sẽ vào đó để chúng ta gọi là tham gia một cái trò chơi mini game, chính là vượt ngục khỏi cái nhà tù TikTok này. Mọi người có muốn chơi cùng với mình không? Hả? Mọi người có muốn chơi không? Wow, nghe hay quá. Hay không? Hay dữ hả? Ok ok, vậy thì ngay bây giờ mình sẽ cùng với các thành viên của Hero Team, chúng mình sẽ cùng nhau gọi là vượt ngục nhà tù TikTok nha anh em. Ok, còn đợi gì nữa nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau đi thế nào? À, bây giờ đầu tiên thì chúng ta gọi là nhường cho con gái trước đi Hakai. Ok rồi. Rồi, mọi người vào trước đi. Phong thì sao? Phong vào trước đi. Thôi, ôi Sam vào kìa. Rồi, Sim vào. Timmy vào. Rồi Camui vào đi. Camui vào rồi nè. Ủa, gì vậy Sim? Sao Sim quay lại vậy? Yeah. Rồi vô đi. Tới lượt Kairon á, mình nhường con gái trước mà. Nhường Kairon á. Ai? Ok ok rồi. Hết hồn mấy bạn ơi, mình tưởng Kairon móc súng rồi. Kairon kêu mình vô trước chứ giật hết cả mình. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào nhà tù TikTok thôi nào anh em ơi. 1, 2, 3. Hay à. Ok mấy bạn ơi. Wow, hóa ra đây chính là nhà tù TikTok sao? Trời ơi, ủa sao nhìn nó đẹp quá vậy ta? Trời ơi, mấy bạn coi nè, ở chỗ này có tấm bảng TikTok nè bạn ơi. Wow wow wow. Ơi Simi, tính ra là mình thấy Simi rất là hay chơi TikTok luôn á. Simi có thích cái nhà tù này không? À, tôi biết là tôi thích TikTok nhưng mà tôi không thích ở tù. Không thích ở tù hả? À ok ok. Nhưng mà đâu phải đâu, chúng ta đâu phải là đang ở tù đâu, chúng ta chỉ là đang vượt ngục thôi mà. Thì đây chính là nhà tù TikTok các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cùng với các thành viên của Hero Team cùng nhau gọi là vượt ngục cái nhà tù này nha. Ok ok. Rồi, để mình lại đây mình xem coi. Thì đầu tiên để xem coi nha, ở chỗ này nó có cái rương gì nè. Đâu để mình xem coi. Wow, cái này là gì đây? Kiếm mấy bạn ơi. Wow, có kiếm này, có kiếm nè mọi người lại lại đây đây. Một kiếm cho nè. Wow, kiếm 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 kiếm. Cài lấy đi, cài lấy kiếm đi. Wow, mấy bạn ơi, mấy bạn coi nè, cái cây kiếm đúng ngầu luôn anh em ơi. Trời ơi, cây kiếm nó dài y hệt như kiếm của mình luôn á. Không, kiếm của tôi cũng dài giống như kiếm ông vậy đó Phong. Bạn. Vậy cay, cái màu kiếm nó giống như cái màu tóc mình quá bạn. Nhìn nè, nó giống màu tóc mình quá à. Đâu, màu tóc của bạn là màu trắng mà, còn cái kiếm màu đỏ mà. Ồ vậy hả? Đúng rồi. Giống màu áo mới đúng, áo cay mới màu đỏ nè. Đó, ok ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đứng ở ngay cửa sổ này nhìn qua kia coi. Ui, ui mọi người ơi, mọi người coi kìa. Khủng long mấy bạn ơi. Wow, khủng long màu vàng. Ui, và chúng ta sắp tới sẽ chiến đấu với khủng long mấy bạn ơi. Hóa ra nhà tù TikTok cũng có khủng long nữa hả? Ok ok, đi qua. Ok, để mình qua trước cho. Ui, gì chị? Khủng long này màu vàng. Đúng rồi. Có khi nào là vip. Ừ, biết đâu khủng long màu vàng là fan của anh Dịch thì sao đúng không? Ôi, khoan các bạn ơi, trời sao mình thấy con khủng long này dễ thương mà tại sao các bạn lại nhận tâm các bạn giết đó? Để em lại gần coi. Ê, nó quýnh mình nè. Trời ơi, nó quýnh mình nè chứ dễ thương cái gì? Ui. Mọi người ơi, quýnh nó đi mọi người, quýnh nó đi. Trời ơi, tính ra mấy con khủng long nhìn to ghê ha. Wow. Bây giờ mình chỉ nè mọi người, tập trung quýnh một con đi xong chết nó mình quay qua mình quýnh con tiếp theo, hiểu không?
Đó. Tập trung giết một con này mọi người. Ê mọi người ơi, mọi người có để ý không? Mấy con khủng long này nhìn nó to to vậy thôi mà nó đi chậm quá. Chậm rì luôn á. Không cắn tụi mình thôi. Ừ. Không, ai nói nó không cắn. Sim lại gần thôi coi nó có cắn không. Ôi, rồi xong. Mèo Simmy đã giết Cairo nè. Simmy cay không bị khủng long giết mà chuyện Sim bị Sim giết á Sim. Rồi. Rồi, ok, giết được hết mà nói nè. Ủa rồi có ai lượm được gì không? Ờ Sam kìa. Ô, một cục kim cương nè. Đâu Camui đâu? Ồ Camui cũng được hai cục kim cương nè, là ba cục kim cương. Wow. Vậy chúng ta có thể chế ra được cho chúng ta cái cần gạt các bạn ơi. Đó, ba cục kim cương là sẽ chế được cần gạt nha. Ok, bỏ cần gạt vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua kia coi tiếp theo là con gì đây. Ui, khủng long bay các bạn ơi. Wow. Bên phòng bên cạnh là mấy con khủng long biết bay nè. Wow wow wow. Ok ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Trời ơi, trời trời bạn ơi. Rồi ok, đi qua phòng tiếp theo nha. Ui trời ơi nhìn kìa, khủng long nó bay kìa. Ui nó đang bay lại gần mình. Coi chừng nha, coi chừng nha. Ui 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 ui. Ui Sammy. Ê ui, ê nó à. Chết tôi rồi. Mọi người ơi, khủng long nó cắn cái đầu tôi to đùng luôn. À, trời ơi, khủng long này sao tụi mày dễ thương mà tụi mày mất chạy quá vậy? Trời ơi, nó bám kìa, nó bám một đống kìa. Trời ơi, đông quá vậy. Ê, nó đang chỉ theo tôi nè, cứu tôi với. Ê, 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 lưu điểm hồi sinh cho mọi người, lưu điểm nha. Ờ đúng rồi, quên mất lưu điểm hồi sinh, từ từ để tôi lại tôi lưu điểm hồi sinh đã. Lưu nè. Ok. Chém nó anh em. Mày hả khủng long. Ui ui. Ê da, bọn nó chích em đau quá à. Trời à, rồi xong chích queo em luôn rồi chị Camui ơi. Ồ. Trời ơi. Nó không có cắn tôi không ơi, tôi không biết tại sao nữa. À chắc là do Timmy nhiều mỡ quá cho nên nó không thèm cắn Timmy á, nó sợ cắn Timmy nó bị gãy, nó bị gãy kim á. Ok. Ờ quên đó quên đó. Ồ mày mày. Ê mọi người có để ý không? Mấy con rồng này nó bay vậy thôi nhưng mà cái cánh của nó để im, cái cánh nó không hề gọi là động đậy luôn á. Kỳ vậy ta. Nó kỳ là lũ rồng con nó chưa biết cách sử dụng á. Trời, nó rồi xong mình lỡ giết chết Sammy luôn mày ơi. Rồi xin lỗi Sam nha. Xin lỗi Sam nha. Ơ tôi xin lỗi em à. Trời ơi mấy bạn ơi, mình lỡ quýnh Sammy rồi, chắc tí nữa Sammy nó giết mình luôn quá. Ok. Ok rồi, giết bọn nó nào. Mày hả mày? Ok ok. Trời ơi, mấy con này nó bay cao quá làm sao mà giết nó được đây? Giá như bây giờ có anh Siro thì ảnh đã nhảy lên ảnh giết bọn nó được rồi. Ok ok. Ơ này nó này nè. Mày hả mày? Mày ủi đông quá đông quá. Mình có cách rồi bạn ơi, mình có cách rồi bạn ơi. Bạn nhìn mình nè. Nè. Quýnh đâu, quýnh đâu. Mày nè mày. Cái đó nó sắp bay hả? Ghê vậy? Này mày nè. Cô quýnh tụi nó không? Cô quýnh tụi nó không? Rồi xong, không quýnh tụi nó luôn. Ơ nhưng mà không sao, mình cũng có được 3 viên kim cương rồi nè. Vậy chúng ta cũng mở cửa được rồi. Qua đây mọi người, qua đây. Thôi kệ mấy con này đi. Mấy con này nó bay cao quá, không thèm quýnh nó nữa. Ok, để mình chế gọi là cần gạt nha. Chế nè, rồi. Rồi coi tiếp. Ok, coi tiếp theo là gì đây? Trời ơi. Ui. Con rồng gì mà to vậy? Ui. Ba đầu không ơi. Rồng ba đầu hả? Đâu coi thiệt nó ba đầu không? Đâu tôi qua tôi coi nó có ba đầu không? Ui nó có ba cái đầu luôn bạn ơi. Trời ơi. Thôi mọi người ơi, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ kết thúc video tại đây nha. Tôi không dám giết nó đâu. Cái gì vậy? Con này. Nhưng mà con này là rồng ba đầu đó, quýnh lại không? Lại bây giờ Camui dẫn đầu, Camui dẫn đầu. Đi. Ok ok rồi. Qua luôn. Cầm trên tay đâu, kiếm nó phóng. Kiếm nè. Rồi ok. Vậy giờ, trời ơi, mọi người ơi, mọi người nhìn nè. Nó to đùng nó luôn. Vậy? Ui. Nó phun lửa. God. Con này biết phun lửa nha. Ui, rồi ơi, chết Simmy luôn. Trời. Lưu điểm hồi sinh nha mọi người, cậu đừng quên kìa. Ôi trời ơi, nó chỉ cần cắn một cái thôi là chết luôn. Nó phun cục lửa là chết queo luôn á. Rồi, tính lượt Chiron chết. Rồi, Simmy chết luôn. Ôi trời, sao con này khỏe vậy? Ủa, nó đâu rồi? Ủa đâu rồi? Sao chết queo rồi? Ủa sao? Ủa, à tôi hiểu rồi các bạn ơi. Con rồng này nó rất là ngu luôn nha, mấy bạn biết sao không? Nó phun lửa mà nó tự nó phun trúng vô người nó xong nó chết luôn. Hợp lý, trời ơi. Vậy là coi như là con rồng này nó tự giết nó luôn bạn ơi. Trời ơi, con rồng này nó ngu gì đâu luôn á. Nó ngu ấy là ngu luôn, trời ơi. Hay ghê, vậy là chúng ta không cần đụng với nó mà nó cũng tự chết luôn. Ê mà khoan, sao cái nhà tù TikTok này nó tôi thấy nó dễ quá ta. Trời dễ ẹt luôn á. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chế ra cần gạt nè. Rồi. Hey, con rồng. Ê mà khoan, cái này cũng đúng ha. Tính ra là mấy cái hằng nó càng to thì nó càng yếu á, đúng không mọi người? Đúng rồi. Nó càng to xác thì nó, người ta thường nói là gọi là nó to xác thì nó yếu xìu á, chẳng làm được gì hết trơn á. Ok rồi. Để coi. Phòng tiếp theo là gì đây? Wow. Ủa khoan, tại sao phòng tiếp theo tôi lại không thấy một con khủng long nào hết vậy ta? Kỳ vậy? Đâu, để tôi đi qua xem. Có khi nào là nó ở dưới nè mà. Ôi, có cái ông nào ở đây nè Kai. Kai ơi, có ông nào ở đây nè. Ôi, chào bác, con chào bác nha, chào bác. Trời ơi, bác cầm gậy, bác định hù ai? Trời, bác định hù, ôi trời. Hình như cái ông này, ông vô hại, ông không quýnh bằng mình Kai ơi, thôi không sao đâu.
Cái gì vậy? Tự nhiên cái này không phải là ông quýnh nè, cái này là ai ai chém tôi rơi xuống dưới á, tào lao quá à. Bà Sammy, bà đánh ổng. Trời ơi Sammy, tự nhiên cái ông này ổng không quýnh mà Sammy quýnh mình té xuống dưới chết luôn bạn ơi. Sammy kỳ vậy. Ok, lưu điểm hồi sinh nè. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm sao để vượt qua cái lava này đây? À đây, bên đây có đường nè. Trời ơi, đi bằng đường này qua. Cái Ron quay qua trước đi. Đâu ra để mình qua trước. À cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái này là block tàng hình. Gì block tàng hình hả? Đâu đâu? Đâu? Rồi xong Sim té rồi. Camui té luôn. Rồi xong Sammy té luôn. Đó, té hết đi. Chết hết luôn rồi. Ê ê. Tôi giỡn. Tôi giỡn thôi. Ok, từ để tôi xem coi. Chỗ này là lock tàng hình hả? Trời ơi, vậy làm sao mà qua được đây? Ồ. Ê mọi người ơi, tính ra tính la ông Cairon ổng bơi qua luôn mày ơi. Ủa sao Cairon bơi qua được vậy? Mình cũng không biết nữa. Ủa rồi làm sao qua đây? Trời ơi. Ủa? Trời. À tôi biết cách rồi. Chúng ta có con ngựa, có con ngựa này nè mọi người. Tính ra mọi người có thể cưỡi con ngựa này mọi người đi qua mà. Nè, đó. Hợp lý. Chỉ có những người nào mà giàu như bọn mình á mà có thu cưỡi thì mới cưỡi qua được đúng không anh em? Chứ ai mà nghèo như Sammy với lại Camui làm sao mà qua được. Thôi hai người đi bên đó luôn nha. Mình không biết tại sao nhưng mà mình bơi qua được cái bãi này luôn vậy. Bơi qua được hả? Ờ, làm cách nào để bơi qua được ta? À, tôi có cách nè. Tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi. Đây tôi hiểu rồi. Đây tôi chỉ cho nè. Bây giờ nè, Sammy với lại Camui chỉ cần nhảy xuống đây tự tử hiểu không? Sau đó xong rồi hai người sẽ bấm cái phần tiếp tục á. Là hai người sẽ được tạo một cái bộ giáp. Đó thấy không? Hai người sẽ được tạo một cái bộ giáp và hai người sẽ có thể gọi là bơi lên được. Đó thấy không? Camui qua không cần qua luôn nè. Đó thấy không? Mọi người chỉ cần gọi là tạo được bộ giáp là mọi người có thể qua được. Đó thấy không? Bây giờ mình có cái giáp này nè, mình không hề bị chết các bạn ơi. Quá đơn giản đúng không? Ok ok. Map tiếp theo cũng không có khủng long mấy bạn ơi. Hai vậy là may mắn rồi, không sao không sao. Qua mọi người qua đây. Không giờ không có dòng nữa. Vô. Vô. Cái gì vậy? Cái gì vậy Timmy? Trời ơi, chắc là do Timmy mập quá cho nên Timmy chen vô không được á, Timmy bị té xuống lava luôn mày ơi. Giỡn Timmy ơi, giỡn. Trời ơi, mình mới chơi Timmy mập có xíu, Timmy móc dao Timmy rồi chém mình đó bạn ơi, đó thấy không? Mấy bạn đừng có mà dại dột mà chơi Timmy mập nha, thôi Timmy giết các bạn luôn á. Ok. Lưu điểm hồi sinh nè. Rồi bây giờ tiếp theo là gì đây? Ồ, chỗ này là cần phải bắt cua hả? Wow. Ok, bắt cua lên đầu mấy con rồng này đúng không? Vậy thì mình cũng làm được. Ok mọi người ơi, bây giờ hãy xem phòng bắt cua cho mọi người xem nè. Ấy. Chà. Đó, ok. Vậy là đây nó đang bắt cua. Không, và Cairon ai sẽ là người thắng cuộc? Ai sẽ là okay. Người chết? Để em solo với Cairon. Để xem coi phòng với Cairon ai mạnh hơn. Hey. Ai. Yeah, mình qua trước Cairon rồi. Qua cùng lúc bạn ơi. Không qua trước mà. Ok rồi. À, sao Cairon quýnh mình? Ê dạ, em biết. Này thì quýnh mình nè. Ok. Rồi giờ nhảy xuống đây nè. Mình đã lấy được 3 viên kim cương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chế cần gạt nha. Ok ok, chế cần gạt nè. Rồi, bây giờ xem phòng tiếp theo là gì đây. Không biết phòng tiếp theo là gì ta. Ơi, lại là một con rồng nữa. À không, con này là con khủng long mới đúng. Con khủng long màu đỏ. Ôi Cairon ơi, khủng long màu đỏ kìa. Fan Cairon đó, Cairon qua đi. Mình để mình vô một cái chuyện cho. Dữ vậy à? Ok được rồi. Nó giết mình không ta? Tôi không biết nữa, khủng long này nhìn nó màu đỏ nhưng tôi thấy nó cũng hơi hung dữ á, nhưng mà tôi nghĩ nó là fan Cairon, nó không sao đâu. Để mình vô okay. Trước. Này rồi. Mọi người nhìn mình nè. Vô. Ê bạn, chào bạn, lâu ngày không gặp. Chào bạn nha. Trời ơi. Ê mọi người có để ý không? Con này nó quýnh theo kiểu là nó dùng cái đuôi nó quất á. Mọi người coi nè. Đâu Timmy thử quýnh nó coi. Timmy thử quýnh nó coi. Ok. Mày hả mày? Từ từ. Đó. Thấy không? Wow, con này nó quýnh theo kiểu là nó dùng cái đuôi nó quất mấy bạn ơi. Trời ơi. Ok. À quên. quên. Rồi cứu Timmy. Ok. Mày hả, khủng long màu đỏ. Khủng long màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng, màu hồng gì tao cũng giết hết mày hiểu không? Quýnh mọi người. Tôi gần hết máu rồi. Cứu lên mọi người. Cairon đã tiêm phong. Ủa Nani có đe. Hay, anh em ơi. Tính ra nha là mình gọi là mình vượt ngục cái nhà tù này á, mình không bị khủng long giết mà mình toàn bị đồng đội giết không anh em ơi. Trời ơi. Cái này người ta đúng là có câu gọi là sao ta, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò là có thật mấy bạn ơi. Trời kim cương rồi, kim cương. Đâu kim cương đâu. Rồi ok, cảm ơn cái đó. Wow, có kim cương rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua nhà tù tiếp theo nào. Không biết nhà tù tiếp theo là gì vậy ta?
nè. Đâu để xem coi. Hình như nhà tù cuối cùng mấy bạn ơi. Ơi, ơi bên kia có con gì ta? Mọi người ơi, mọi người nhìn con kìa. Con đó quen quen, mình thấy nó quen quen nha. Ủa cái con gì mà nó cầm kiếm nhìn quen quen ta? Đâu để mình mở cửa mình qua mình xem thử nha. Có khi nào nó sẽ kêu Hasagi? Hasagi hả? Ủa con gì mà kêu Hasagi ta? À, con Yasuo. À nhầm, Yasuo các bạn ơi. Tại sao lại gọi là con Yasuo trời? Đây chính là Yasuo các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ Timmy, bây giờ bà thử bà quýnh Yasuo cái coi. Quýnh 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 bằng tay không thôi. Nó bị gì á Phong ơi? Nó cứ cạ cạ vô trong bức tường làm gì? Ê, ui, ui, nó cũng có kiếm nha. Ui, nhìn kìa. Wow, ơ Timmy. Timmy đứng im, Timmy đứng im, coi nó quýnh sao. Ui, nó cũng có kiếm nha mọi người. Ui, nó chém kìa. Ui, nó chém kìa. Rồi xong chết Timmy luôn. Rồi đến lượt nó dí Sammy bạn ơi. Rồi Sammy chạy. Sammy thử đứng im coi. Coi nó cái con Yasuo nó chém sao. Nhìn kìa, mấy bạn xem nè. Ồ, ui. Một phát chém duy nhất. Trời ơi, kém một cái gì nhất chết queo luôn bạn ơi. Ghê thiệt. Ok bạn ơi, người ta thường nói rằng á là khi mà gọi là chơi Yasuo á là phải chơi solo bạn ơi. Không bao giờ được chơi quýnh hội đồng, hiểu không? Đã nói là solo thì chỉ có là solo Yasuo thôi. Cho nên là bây giờ Hero Team bọn mình từng người sẽ nhào vô quýnh Yasuo nha. Ok rồi, bây giờ ai thách đấu với Yasuo trước đây? Ai? Tôi. Để Timmy đi. Ok, Timmy nhào vô trước đi. Vô. Ok, Timmy đang solo Yasuo và Timmy chết queo luôn bạn ơi. Timmy già quá. Xong luôn rồi, tới lượt ai đây? Ai? Ok, để tôi. Ok. Hasagi. Vậy? Xin sao hả? Ok, cho hai chị em luôn đi. Quýnh đi. Ok, để xem coi Yasuo quýnh như thế nào đây. Ui. Chém nè, ui Yasuo. Rồi xong chết Sammy rồi. Ôi, rồi còn Simmy. Ui, rồi xong chết Simmy luôn. Để mình solo với nó. Mày đánh mày gái đâu mày? Mày đánh mày gái đâu? Rồi xong chết Kairon luôn. Vậy là bây giờ còn ai? Còn Kamui hả? Rồi Kamui đi. Đây để Kamui. Đánh nhau. Kamui múa Yasuo bạn ơi. Ui. Trời ơi bạn ơi, Yasuo nó múa kiếm ghê quá trời. Bọn mình có kiếm, Yasuo cũng có kiếm nha. Mà Yasuo gọi là đúng là thần kiếm luôn á. Chém kinh gì đâu luôn á. Ok, bây giờ tới lượt Phong nha. Hãy xem Phong đây. Phong sẽ solo Yasuo. Nhưng trước tiên là Phong phải lại đây. Phong lưu điểm hồi sinh đã, Phong quên mất. Ok, lưu điểm hồi sinh nè. Rồi, thằng Yasuo kia. Bây giờ sẽ đến lượt. Bây giờ sẽ đến lượt trận đấu sinh tử của ta với người nè Yasuo. Để xem coi ta với người ai mới chính là thần kiếm thật sự. Hãy xem đây. Ở đâu rồi? Ủa mày chạy đâu vậy? Ok, hãy xem đây. À, nó dám chu đích vô mặt mình các bạn ơi. Con này nó xem thường mình các bạn ạ. Mày hả? Lên đây. Mày. Cố lên Timmy, cố lên Timmy. Solo Yasuo. Từ. Tôi hơi mệt. Solo. Mọi người im lặng nhìn Phong solo với Yasuo và Phong chết luôn. Rồi sao Phong chết luôn. Trời ơi. Thôi anh em, bây giờ không solo gì nữa. Bây giờ bọn mình nhào vô quýnh hội đồng nó luôn. Hội đồng đó. 5-1 nè. Mày hả mày? Nhầm 6-1 luôn chứ. Mày 6-1 không chồng của mày. Mày hả mày? Mày. Yasuo hả? Mày tưởng Yasuo mày mạnh lắm mày. Ôi chết, xin lỗi Kairon, mình lỡ quýnh Kairon này. Yasuo nè. Mệt quá. Cuối cùng. Tôi lượm được cái này nè Phong ơi. À, ôi lượm được máy khoen hả? Ok, cảm ơn Sim. Đúng rồi Tim. Ok bạn ơi. Mệt quá. Cuối cùng thì Hero Team bọn mình cũng tiêu diệt được thằng Yasuo rồi. Thằng này nó khỏe gì đâu á bạn ơi. Trời ơi, bọn mình quýnh một lúc mấy người quýnh một mình nó mà cũng quýnh không lại luôn, mệt ghê luôn á. Ok ok, bây giờ mình đã có được máy khoen nè. Chúng ta cùng nhau khoen bức tường và đi ra ngoài thế nào. Ok ok, để mình xíu. Ê, bức tường này sao nó cứng vậy? Khoen lâu gì đâu luôn á. Ok. Nhanh lên Phong ơi, nhanh lên. Đợi em xíu, em phải cho em thời gian chứ. Em khoen xong bức tường rồi bọn mình cùng nhau vượt ngục nè. Ok. Trời ơi, lâu quá. Rồi ok, một cục rồi nè. Từ từ, chị cá mui này. À, chị giỏi, chị khoen đi. Trời ơi, chị biết là khoen lâu lắm không? Rồi khoen đi. À, chào tí. Thấy không, cũng lâu y hệt em, có khác gì đâu, xạo xạo. Cá mui gà. Cá mui, nướp bể đặt xạo xạo. Ok. Đây, khoen. Xong rồi đây. Rồi ok, chui ra nào. Trời ơi bạn ơi, hôm nay Hero Team bọn mình vừa có một trận đấu cực kỳ highlight solo với Yasuo bạn ơi đó. Nhưng mà nói chung thì đúng là không thể nào mà solo thắng được Yasuo. Yasuo rất là mạnh bạn ơi. Bọn mình chỉ là những thằng nhóc con thôi, làm sao đánh lại Yasuo được, đúng không anh em? Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ bọn mình đã vượt ngục khỏi được nhà tù TikTok của Yasuo các bạn ơi. Và nếu như mà bạn thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè,
share nè. Và cũng đừng quên là nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì bọn mình nghĩ bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Và mấy bạn muốn mình sẽ vượt ngục ở trong những cái nhà tù nào nữa thì mấy bạn cũng đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết luôn nha. Và anh em hãy nhớ cái này nè, là anh em hãy kéo xuống với dưới phần bình luận. Các bạn đừng có gọi là comment lớp gì nữa, mình không thích đâu. Các bạn hãy comment là sạc hashtag Phong Cận TV và sạc hashtag Mini World để ủng hộ cho mình nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em. Bye nội, tạm biệt. Tạm biệt nè mọi người, tạm biệt đi. Bye bye. Ok, bye bye. Bye bye.